Chùa Thái Sơn núi Cẩu tọa lạc tại xã An Định, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Chùa thuộc hệ phái Bắc Tông. Chùa ở lưng chừng núi với độ cao khoảng 50 mét, được xây dựng vào năm 1988 và trùng tu sửa chữa thành ngôi chùa nguy nga, nằm ngay dưới chân núi Cẩu vào năm 2003. Diện tích khuôn viên chùa rộng trên 5 hecta với nhiều công trình với nét kiến trúc nổi bật và độc đáo. Trong đó phải kể đến cổng tam quan, chánh điện, bảo tháp Thái Sơn cao 36 mét, gồm 9 tầng. Cặp voi trắng uy nghiêm hầu dư tượng Bồ Tát Quán Thế Âm rực. Tượng Nam Hải Quan Âm Bồ Tát cao 12 mét.
Ngâu Cửu Trùng Đài, Đại Tháp. Chùa Thái Sơn lên đỉnh núi Cậu, khoảng 400 mét phải leo từng bậc cấp này đi lên. Gần tới rồi, cố lên, cố lên. Đi chừng có lẽ là khoảng trên 20 phút thì chúng tôi cảm thấy là quá mỏi mệt, nên bây giờ là phải tìm một cái phương tiện khác để lên trên đỉnh núi Cậu. Cái này như cái rừng, và không có gì sau đâu. Khi xuống đến nơi thì mọi người giới thiệu cho chúng tôi một phương tiện, đó là xe ôm. Đi xe lên núi Cậu. Ở đây là chỉ có một cái phương tiện là xe ông Đao ôm này, đưa chúng ta lên tham quan ở trên đỉnh núi Cậu. Có thể là chúng ta đi lộ bộ cũng được 400 mét, nhưng mà đường cũng khó đi lắm. Con đường này thì có thể cho xe du lịch chạy lên được, rất là rộng và êm, láng nhựa tốt, và loại nhựa này là chống trơn được. Chúng tôi đi lên là mặt trời mới vừa lên khỏi ngọn cao. Con đường này rất mát, là đẹp, có hai cây nó đang xen ở giữa, thành ra là che được nắng. Thường thường là ngày nào là đông khách nè, ngày mùng 7 tháng 5 à, âm lịch hả, tức là ngày đúng vía, ngày vía Cậu, vía Cậu đông nhất luôn, một năm là có một ngày đó, một ngày một đêm. Đây tới cái ngã ba thì chúng ta quẹo qua tay phải, còn cái đường đó là chạy thẳng xuống là đúng đâu, qua chú Trúc, chú Trúc, chú Trúc hả? Dạ. Từ chùa lên tới đỉnh là 5 cây. Đây chúng ta phải rẽ vô cái đường nhỏ, đó có bảng núi Cậu đó. Đây coi như là chúng ta đã đến cái đỉnh của núi Cậu. Ngọn núi này có lẽ là cao khoảng chừng 300 mét. Hồ Dầu Tiếng, hồ xung quanh nó đứng lên nhìn để ra. Nhưng mà có hồ nước này, hồ Dầu Tiếng này rõ. Đó, rồi bên kia một cái dãy đầu ở trên đó.
đường này là đường đi bộ ở từ dưới chân dinh cầu chùa Thái Thái Sơn lên tới đây. Đường này là đường đi bộ, có những cái bậc cấp xuống nè, chúng ta phải đi nửa chừng. Đây, ở đây thì có cái pho tượng của là có pho tượng ở trên cùng của núi Cẩu. Đây là có cái tháp. Dạ, cái đỉnh này là mình cao so với mặt đất ở dưới đó là khoảng chừng bao nhiêu thước ta? 420 thước. Ở trên này thì có một cái đền thờ cậu. Không biết cậu Bảy này là có cái sự tích như thế nào á? Cậu lên của ba em của bà Linh Sơn không? Em của bà Linh Sơn Thánh Mẫu. Em của bà Linh Sơn Mẫu. Nhưng mà đối với người ở địa phương của mình đây ngày xưa là cậu Bảy cứ ai đi vô đường này cái cậu xin ổng cho không mang mang chặt vô xin cậu Bảy không? Như đó là dân làng ở đây là xin cậu Bảy nhập vô xin cậu Bảy không? Phải cậu lên xin cậu Bảy cũng mê vậy luôn xin cậu Bảy luôn. Theo như ở địa phương đây thì cái này nó có đầy trình bao lâu? Đây khoảng 1988. Xây dựng thì cái này xây dựng 1988 nhưng mà cái truyền thuyết về cậu Bảy. Cậu Bảy pha đồ của mình. Lại cứ gần dân lại cứ đi vô đây cậu Bảy nhập vô xin cậu Bảy nó trên tâm gì cho rồi. Nhưng mà theo tôi có biết là cái cậu Bảy này là từ cái thời nào không? Gia Long đó, tức là khi mà ông Nguyễn Ánh, tức là vua Gia Long sau này á, là chạy. Vậy, tôi đến giếng cậu ha. Thôi vậy cũng cảm ơn. Đây là theo truyền thuyết của nhân gian thì đây là cái ghi dấu cái bàn chân của cậu Bảy đã in trên cái tảng đá này đây để quay nhiều góc độ cho bà con xem. Lưu truyền cho đến bây giờ nó có đầy đủ không? Cái món chân đây, năm món chân, rất là lớn, khoảng chừng là 3 tấc thì dài à. Rồi các bàn chân này sẽ đưa hướng vô ở trong, tức là đi vô cái nhà trong này. Theo cái đường mòn này để tìm một cái dấu chân nữa của cậu.
đây, đã tới rồi đây. Cái dấu chân này thì thấy rõ hơn là cái dấu chân trên kia. Cái dấu tích mà tạo hóa đã tạo nên cho những người dân ở vùng này tin theo những cái nghĩa cử của cậu Bảy. Bây giờ đây là cái bờ đê của hồ Dầu Tiếng đây nghe. Đó. Lên đẹp lắm, ở trên này đẹp lắm. Đem cái kiến đen lên đó. Nè, có nè. Không có lên. Để cho em mượn chụp cái tấm này lẹ. Nè. Quay phim ra quá đẹp luôn, nữa gì đăng lên cho mọi người thấy rồi. Rau, phim này là cái ai xem cũng được hết mà. Ăn thở dữ lên, chút thở quá hả? Tới đây khỏe à. Đây là đứng trên cái bờ bờ đê, tức là ở miền Tây gọi là bờ kè của hồ Dầu Tiếng đây nghe. Nằm kề bên núi Cậu là lòng hồ Dầu Tiếng, trải rộng trên địa bàn 4 huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, Dương Minh Châu, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh và Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Khởi công xây dựng vào ngày 29 tháng 4 năm 1981 với tổng số vốn là khoảng 110 triệu USD, tức là thời giá năm 1981. Nhân công xây dựng hồ lúc bấy giờ là thanh niên xung phong. Một công trình thủy lợi với diện tích mặt hồ rộng trên 27.000 ha và tổng dung tích khoảng 1,6 tỷ mét khối nước, dùng để phục vụ tưới tiêu nông nghiệp cho miền Đông Nam Bộ từ Tây Ninh đến Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận. Lòng hồ Dầu Tiếng là điểm du lịch rất được du khách ưa chuộng vì lộ trình gần, cảnh quan mát mẻ, có nhiều hoạt động gắn liền với thiên nhiên. Cửa số 1. Sao qua cổng mấy? Cổng xuống tầng hầm. Đây là cửa số 1 nó mới lên đấy. Yeah. À, cái chợ này nó có cái tầng hầm hả?
cái đó tâm hại. Muối xanh thì nó lạ thôi, chứ nó cũng đối với tôi. Hả? Ngon lắm. Hai bịch nhiêu vậy? 50. Hai bịch sợi vuông là 50. Vậy cái này là có sa tế, thành ra cái màu cái này là tâm hành, còn cái này là me. Tâm hành. Ừ, này me. Cái này là me. Me. À, cũng có nhiều loại hả? À, cái này là tỏi. Tỏi. Còn bên đó là rong biển. Để cho em thử được, được, được. Cái này. Có đâu? Để cho em có một miếng này thử thôi. Sao? Nó mắc hơn, nó 35.000 mà nó ngon hơn cái trái mà năm nay mới có rong biển chứ năm sau. Rong biển nó mắc vậy, rong biển nó có 500.000 cái. Rong biển. Nó mắc là cái rong biển đó. Mình thử đi cho biết. Rong biển thì nó thơm, ăn chay luôn, ăn chay. Có cái bánh xì ke nữa nghe. Cái này hơi ngộ à. Nó ăn là ghiền, nó ăn xì ke. Siêu cay mà nó gọi là xì ke. Đúng rồi, siêu cay. Mấy chị ăn thử nè. Cái này thì không mặn. Cái này ăn mặn chị ơi. Không mặn chứ không phải ăn chay. Cái này không có tôm. Ăn đồ ghiền à, nói ổng mà xách xe chạy lên đây mua về ăn nữa ha. Thì trong khi tòa thánh Tây Ninh mình thì xây dựng không có bằng vẽ, nhưng mà từ đầu chỉ có do ông Đức Hồ Pháp cái đêm sáng ông chỉ mừng tiết nhưng dần hoàn thành cái đền thôi, chứ thành ra nói về cái bản vẽ thì nó không có. Mình thờ đây tức là mình thờ chung tam giáo quy nguyên, quy tụ với cái giáo chủ tôn giáo gì đây, cho nên mình thờ Phật Thích Ca, Di Lặc, Bồ Tát và Quan Âm, Đức Khổng Tử, Tôn Nữ có đầy đủ hết. Nên trên đó mình thờ tức là thờ thiên nhãn, là thờ trời, là thượng đế, là một đấng cha cả nhân loại, để mình không phân biệt tôn giáo, không phân biệt chủng tộc. Thể nghĩa tóm tắt nó như vậy. Còn thờ tam giáo quy nguyên, quy tụ các giáo chủ, các tôn giáo gì để mình thờ. Nhưng thờ chính của mình là thờ Chí Tôn, thờ trời, thờ thượng đế đó. Một đấng cha cả nhân loại, để mình không phân biệt tôn giáo, không phân biệt chủng tộc. Cho nên tôn giáo cao đài xưng hô bằng huynh đệ tỷ muội á, chứ không có ông hay cha hay sư thầy cái nghĩa đó chứ gì đó, cái tôn giáo của mình tức là chỉ có một cha chung, cha chung chỉ có một cha chung.
còn tất cả đều là huynh đệ tỷ muội thôi. Huynh đệ tỷ muội. Dạ. Thì có khác một cách, do khác thì quy tụ hết vậy đấy. Cho mình đòi hồi chí tôn, đòi trời, đòi thiên thế. Để cho mình không phân biệt tôn giáo này, tôn giáo kia. Dạ. Cái nghĩa đó vậy. Dù anh tôn giáo nào về đây cũng có giáo chủ anh đây. Mà anh có đạo, không đạo về đây cũng không cái chí tôn. Dạ. Nó không đủ tục có đạo. Nên mới gọi huynh đệ tỷ muội. Chúng huynh có 300, phải nói ngôi sao. Dạ. Yeah. 8 điểm. Có Đức Chúa Giê-xu nữa ha. Cái ca, cái bạch, Chúa Giê-xu, Vương Thượng. Cái này Đức Khổng Tử. Vương Thượng Thánh, Trường Lão Tử và Hoàng Nam 8 điểm. Cái này là bắt quá đại. Đây là bắt quá đại. Cái đó là quả cầm khôn, chỗ cầm khôn vũ trụ. Đây là cái trái càng khôn hả? Quả càng khôn. Quả càng khôn. Càng khôn la đó. Dạ. Ở giữa là có thiên nhãn. Dạ. Trung quân có 3.072 ngôi sao. Các vị tinh tú sang. Trên là một cái bầu trời tượng trưng cho một trời bao la. Bầu trời bao la có một cái thiên nhãn đâu mà dồn hết cả bầu trời như thế đó. Cái này cái tòa thánh mình xây dựng từ năm nào và hoàn thành năm nào, khởi công từ năm nào? Mình khởi công năm 1930. 1930 mới làm móng đồ nào thấy. Trong khi mình xây dựng rồi cái bắt nước Pháp đi đến năm mấy là trải về có một cái cứ uy nghi. Thì 20 cho 4 rưỡi được không? Ai có tắm nhớ đem theo khăn tắm nghe. Đây là cái gọi là ao Thất Bửu, lấy nước từ ở cái nguồn này để cho người dân dùng và du khách có thể đến đây dùng nước này để tắm mà tẩy rửa cái bụi trần. Mọi người có tắm thì cứ tự tiện vô mỗi người phòng. Có bên nào nam, bên nào nữ đó nghe.
phi về trăm ngàn cái phi để vào vào kêu chú múc thấm múc thấm múc thấm mập múc không bao giờ cạn. Con người ta nó lớp 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 hàng 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 vậy đó mà không biết nước từ ở đâu nó cứ lên hoài. Con nghĩ là mà nó cứ trong veo như vậy đó, nó không có bao giờ lên nó đục không chỉ. Có khi ngay mạch nước không ta? Thì đó thì ngay cái mạch nước đó. Nhưng mà mình không biết cho nó trong qua cái gì nó cung. Vậy là mua cái này vô phòng tắm tắm đó hả? Dạ. Có lý quá ta. Cái này cô lấy trị bệnh gì vậy cô? Cái tay thì nó xấu quá nè. Vậy đó hả? Thấy không, cái tay nó có một lần đỏ nè, thấy không, nó rửa qua cái nó hết nè, không chinh về bên đây đâu còn đâu. Rửa tay mà phải có người quay phim mới chịu rửa kìa. Không, đây là nước của ao Thác Bửu Tây Ninh đây nghe. Mình đi du lịch có vậy mới vui chứ ha. Lên mạng coi, đưa khắp thế giới. Thì có cái clip đưa sao? Có cái Rồi. Ai nghe? Uống cà phê Sơn Hà ha. Đó, Sơn Hà. Đây, có ông phục vụ bạn ngon lành lẽ không đẹp trai nữa nè. Rồi ngồi uống nha, con đi ăn. Đây thêm bàn nữa nè. Thank you.